Sáu đức tính của người phụ nữ đem lại vận khí tốt cho gia đình. Quý vị thân mến, xã hội Việt Nam chúng ta đã có nhiều thay đổi kể từ thời phong kiến nặng nề quan niệm trọng nam khinh nữ. Ngày nay, vai trò của phụ nữ đã được đề cao hơn rất nhiều so với thế hệ trước đây. Tuy nhiên, dù ở thời đại cũ hay hiện đại, không thể phủ nhận vai trò của người phụ nữ trong gia đình, mà trong đó, người phụ nữ thật sự đóng vai trò là trung tâm giúp thu hút vận khí cho cả gia đình. Vận khí tốt hay xấu, hành thông hay bế tắc phụ thuộc rất lớn vào tâm tính của người vợ, người mẹ trong gia đình. Sau đây chính là 6 nét tính cách, thói quen của một người phụ nữ vượng phu ích tử. Quý vị hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm nhé. 1. Chăm chỉ thu dọn nhà cửa. Bước vào một căn nhà sạch sẽ sáng sủa sẽ khiến mọi người có một loại cảm giác đặc biệt thoải mái. Cũng có một số ngôi nhà khiến mọi người vừa bước vào đã có cảm giác là khó chịu. Đó chính là vì nhà quá bừa bộn, đồ đạc hay để tùy tiện. Ngoài ban công, bụi bẩn bám đầy. Trong nhà vệ sinh bốc lên mùi khó chịu. Tất cả những điều này sẽ đều phá hư phong thủy của ngôi nhà. Từ xưa đến nay, người ta đều quan niệm rằng một người vợ tốt sẽ siêng năng chịu khó, đảm đương được công việc nội trợ trong gia đình. Nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, thoáng khí, thoải mái sẽ trực tiếp khiến tinh thần của các thành viên trong gia đình thay đổi theo hướng đi lên. Cho nên việc thu dọn nhà cửa là vô cùng quan trọng. 2. Thường xuyên vào bếp. Cổ nhân có câu, vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp. Xét về phong thủy, bếp cũng là lãnh thổ của người phụ nữ trong gia đình. Người phụ nữ có thể không nấu ăn như đầu bếp nhà hàng, nhưng món ăn của vợ, thức ăn của mẹ đều là những thứ để lại ấn tượng sâu sắc cho các thành viên trong gia đình. 3. Không quát mắng người già, đánh đập trẻ con. Cổ nhân cho rằng, người già và trẻ nhỏ trong gia đình đều là hóa thân của phúc khí. Hiếu thuận với người già không chỉ là yêu cầu về đạo làm con, mà còn khiến cho gia đình có phúc. Thương yêu trẻ nhỏ thật ra cũng chính là vun đắp cho vượng khí của chính bản thân gia đình. 4. Vợ chồng đồng lòng. Vì sao một số cặp vợ chồng có thể cùng chung khó khăn hoạn nạn nhưng lại không thể sống cùng nhau khi đã có phú quý? Đó là bởi vì lúc khó khăn, hai người họ là đồng lòng với nhau. Nếu như hai vợ chồng có thể hướng về cùng một phía, không ngừng kiên trì, hòa thuận tốt đẹp, thì nhất định sẽ tạo thành lực đẩy mạnh mẽ cho gia đình. 5. Không than phiền. Lời nói của một người là có mang theo năng lượng. Người nghe đều có thể cảm nhận được sự tích cực hay tiêu cực trong đó. Một người vợ trách giận người khác, thường xuyên phát ra những lời khó nghe, thì không ai muốn ở bên. Khi chồng con đều không thể chia sẻ và không muốn chia sẻ, thì làm sao gia đình có thể hòa hợp đây? Chẳng phải là chiêu mời vận rủi sao? 6. Không tiêu dùng tiền bạc tùy tiện. Cổ nhân có câu, vợ là người quản gia, trông coi tài phú trong gia đình. Ham muốn của con người thì quá nhiều, mà thứ thật sự cần dùng đến đôi khi lại rất ít. Người vợ tụ tài sẽ tiêu tiền vào những việc chính đáng, biết tiết kiệm cho những lúc khó khăn. Tạo cho người khác cảm giác yên tâm là điểm tựa để người chồng có thể tự tin gánh vác các việc bên ngoài. Quý vị thân mến, có một ghi chép vào thời nhà Thanh ở Trung Quốc đã kể về một người con dâu đức hạnh của một gia đình có một ông lão tên là Cố Thành. Ông lão họ Cố này có một người con trai đã lập gia đình với một cô gái trẻ họ Tiền. Một lần khi người con dâu của ông lão về thăm cha mẹ đẻ thì một căn bệnh đột ngột lan tới ngôi làng. Nơi gia đình chồng cô đang sinh sống, dịch bệnh lây lan nhanh chóng và rộng khắp khiến rất nhiều người bị chết. Mọi người rất sợ hãi và thậm chí người thân cũng không dám tới thăm nhau vì sợ nhiễm bệnh. Điều đáng buồn chính là không lâu sau khi dịch bệnh lan tới thì vợ chồng ông lão họ Cố cùng với 6 người con trai gái đều bị nhiễm bệnh. Khi người con dâu của ông lão biết được tin này,
đã không hề lo ngại mà ngay lập tức chuẩn bị trở về nhà chồng để chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, cha mẹ đẻ của cô vì quá yêu thương con gái nên đã ngăn cản và thuyết phục cô rằng bệnh dịch lây lan rất nhanh, cha mẹ lo sợ con cũng nhiễm bệnh mà chết. Cô gái họ Tiền này nghe cha mẹ nói xong đã không do dự mà trả lời. Từ khi lấy chồng cũng là lúc con mang trách nhiệm với gia đình chồng. Bây giờ họ đang gặp dịch bệnh, nếu con không quay về chăm sóc, đó có phải là bất nhân, bất nghĩa không? Sau khi trấn an cha mẹ, người con dâu nhanh chóng lên đường quay trở về quê chồng trong tâm trạng lo lắng, thấp thỏm. Nhưng điều kỳ lạ chính là, ngay sau khi cô vừa về tới nhà, thì cả 8 thành viên của gia đình chồng đều đã dần hồi phục và nhanh chóng khỏe lại không lâu. Người dân trong vùng ai cũng kinh ngạc về điều này. Họ tin rằng lòng tốt và lòng hiếu thảo của cô con dâu trẻ đã lay động được thần linh, khiến họ ban phước lành cho cả gia đình cô. Từ đó câu chuyện về người con dâu đức hạnh, hiếu thảo của gia đình họ Cố được người dân khắp vùng biết đến và lưu truyền. Các bậc thánh hiền xưa đều giảng rằng gia đình có tầm quan trọng đối với sự thịnh suy của một quốc gia. Kinh dịch có viết: gia đình ổn định thì quốc gia mới vững vàng. Kinh lễ cũng viết: gia đình có nền nếp, gia phong thì quốc gia sẽ được cai trị tốt. Một gia đình có hòa thuận, hưng thịnh hay không thì vai trò của người vợ là rất quan trọng. Vì vậy, từ xưa đến nay, dù trong gia đình hay ngoài xã hội, thì một người vợ tốt, một người con dâu hiểu đạo vẫn luôn được tán dương và nể trọng. Cổ nhân đề cao đức hạnh của người phụ nữ trong gia đình, cho rằng vợ chủ nội, chồng chủ ngoại. Trong lịch sử xưa nay, người phụ nữ không chỉ gánh vác công việc, gia đình, hiếu thảo với ông bà cha mẹ đẻ, cha mẹ chồng, giúp chồng tạo dựng công danh sự nghiệp, dạy con, mà đôi khi còn gánh vác cả việc quốc gia đại sự. Phía sau các danh nhân của nhiều triều đại như Khổng Tử, Mạnh Tử, Tô Đông Pha, Bao Thanh Thiền đều có bóng dáng của những người mẹ, người vợ. Họ là những người phụ nữ đức hạnh được sử sách tôn vinh, ghi chép lại. Chính họ đã gây dựng nên nền tảng đạo đức và giúp người con, người chồng có thể đảm đương trách nhiệm xã hội của mình. Mẹ Khổng Tử, Mạnh Tử đều đích thân dạy dỗ con, bồi dưỡng con thành tài trong hoàn cảnh cha của hai ông mất sớm. Vợ Bao Thanh Thiền được người đời tặng cho 4 chữ trang nghiêm chặt chẽ. Vợ Mai Nghiêu Thuần đứng sau bình phong mà giúp chồng chọn lựa người hiền. Trần Tông Lưu Hậu, Nhân Tông Tào Hậu, Anh Tông Cao Hậu, Thần Tông Hướng Hậu đều là những vị hoàng hậu đức hạnh, hoặc là được quần thần mời, hoặc là được tiên đế phó thác. Từ hậu cung bước lên buông rèm nhiếp chính, rồi phò tá ấu chúa, dẹp loạn phản chính, đẩy lùi kẻ tiểu nhân, tránh xa ngoại thích, giữ lại cơ nghiệp của tổ tiên, bảo vệ giang sơn. Khi còn lớn thì nhường lại ngôi vị, do vậy để có thể lưu danh muôn đời. Quan niệm về vai trò của người phụ nữ trong xã hội ngày nay có nhiều thay đổi. Người phụ nữ ở một số nước gánh vác công việc có thể nói là ngang với nam giới. Cũng là vì quan niệm nam nữ bình đẳng hiện đại đã tạo ra như vậy. Nhưng dù là thời nào thì một người phụ nữ hiểu đạo vẫn luôn được gia đình tôn trọng và xã hội tôn vinh. Vì vậy, một người vợ vượng phu cần hiểu đạo làm vợ, đạo làm con dâu trong gia đình. Bởi vì họ là người chủ nội, nên gia đình có hưng thịnh, có nề nếp hay không, chủ yếu sẽ nằm ở người phụ nữ. Là người chủ quản của một gia đình, người vợ nên dịu dàng nhu hòa, niềm nở tươi cười và là trung tâm nhân duyên của gia đình ấy. Họ cần giống như nước, ở vào vật chứa hình vuông thì sẽ có hình vuông, vật chứa hình tròn thì sẽ là hình tròn. Thích ứng được mọi hoàn cảnh, giàu nghèo cao thấp, nước có thể nuôi dưỡng được vạn vật mà lại chảy chỗ trũng, không cùng vạn vật tranh chấp, giống như đức tính nhường nhịn và bao dung của người phụ nữ vậy. Người vợ khi thấy việc nên làm thì tự mình đi làm, ở trên thì hiếu thảo với cha mẹ hai bên, ở giữa thì hòa thuận với anh chị em, ở dưới thì dạy bảo con cái. Họ cần buông bỏ tâm tư lợi, tranh giành tham lam để suy nghĩ cân bằng mọi phương diện
trong gia đình. Họ cũng nên thường xuyên tu dưỡng, loại bỏ đi những tính cách xấu, bởi như vậy mới có đức dày để nâng đỡ mọi vật. Có một số tật xấu điển hình mà người vợ cần tránh. Trong gia đình mà người vợ nhiều chuyện thì người chồng sẽ không làm được việc và sẽ trở nên trầm lặng. Nếu một người vợ mà đánh đá, chèn ép nửa kia thì người vợ ấy được gọi là hãn phụ chu ngoa. Một người phụ nữ như vậy sẽ khiến cho gia đình âm thịnh dương suy, thậm chí con cái cũng bị ảnh hưởng. Còn người vợ mà không chăm chỉ, việc gì cũng ỷ lại vào người chồng, ỷ lại vào cha mẹ thì được gọi là nhược phụ. Người vợ như vậy hết ăn lại nằm, oán trời trách đất, quét sạch may mắn của cả gia đình. Người vợ nên hiểu rằng mình là người làm bình ổn mọi sự bất hòa trong gia đình, là sứ giả đem lại may mắn cát tường cho thân nhân và phúc khí của gia đình ấy. Một gia đình có yên vui hay không, an tĩnh hay không, thịnh vượng phát đạt hay không thì sự ảnh hưởng của người vợ là vô cùng trọng yếu. Thời xưa có rất nhiều điển cổ tích về những người phụ nữ được lưu truyền lại, chủ yếu là ở hai phương diện. Phương diện thứ nhất là về những người phụ nữ có thể hy sinh thân mình vì chính nghĩa. Đây là các liệt nữ xứng đáng được tôn kính. Phương diện thứ hai là những người phụ nữ đức hạnh, làm tròn thiên chức của mình.